Ôi mến chào các bạn, ông con Phước về con máy cày mới quá các bạn ơi. Em ơi, ở đây ông chủ, cho anh hỏi cái số điện thoại mình số mấy vậy? Tại con này lên có thể là người ta sẽ mua liền luôn á. Rồi số 59 tuổi anh. Không ở đâu? À, 0384328859 đúng không? Đúng rồi. Nông cơ Hùng Phước. Anh cứ để số cho anh vô cho anh. Không đây nè, đọc nè, 0938 dạ. 432859. Trời ơi. Đúng rồi. Cái chiếc này là nó còn thiếu cái thùng nữa thôi là ốc rồi 7 màu là xe bỏ thùng hả? Dạ, ốc rồi 7 màu luôn anh. Mới về hả? Em mới về hôm qua. Cái này nó zin dệt không? Chưa dặm, nó không có một cái dạo chỗ nào dặm tốt gì. Cái niền nó sao mới vậy? Sưng riêng nó luôn á, không có dặm không? Chỗ nào đó. Vậy hả? Con này nhiêu ngựa em? 43 ngựa, 43 ngựa rưỡi. 43 ngựa rưỡi. 43 ngựa hả? 43 ngựa. 43 ngựa. Coi vỏ coi còn riêng không nha. Nó mới quá rồi mà không biết sao đây. Cái nước sơn mâm niền này là riêng nè. Vỏ lốp coi. Vỏ Bridgestone luôn nè. Con này chạy được 1.500 giờ chưa? 1.100 hả? Tại vì gai này quá cao, không bao giờ chạy qua 1.500. 1.105 giờ. Cái này nó về á, cái mà cái bình ắc quy rồi nó còn riêng theo xe không? Nó còn riêng theo xe đó, bình nó đó. Đề nổ luôn hả? Đề nổ luôn. Rồi mình bán mình thay bình mới hay mình để bình riêng vậy cho người ta? Thay bình mới. Sao vậy? Thay bình mới cho người ta chứ bình cái vậy là xài vài bữa nó hết điện, người ta chửi. Sao không biết nó vài bữa? Có cái xài ngon lắm, có cái vài bữa nó hết rồi. Phải không? Mấy bình này để bán ra bán cho mấy thằng xe cà phê đó anh. À, xe cà phê nó đề cái ủa mấy xe cà phê xe bình à? Dạ xe bình. À. Bình đó. À vậy hả? Ồ. Ủa, mấy xe gạo hay xài bình hả? Đó, xài hai bình hả? À, đây xài hai bình luôn hả? Hay ha. Còn chạy vô dùng cái thương không? Margen da băng. Ô mấy cái đời này nó sản xuất cũng đời cao quá ha. Đâu đây kiểm tra coi xi bao ra. Đèn trước, đèn sau, đồ đầy đủ quá ha. Lấy nổ máy lên nha, thử nha, Phước nha. Dạ. Để anh coi cái đã, yên zin luôn. Cái đời này nó chế cái yên mà, yên đúc này độc quá ha. Ha. Mày sao quay phim ấy cứ coi chim riết vậy? Người ta hỏi ông ấy cứ coi chim riết à. Chào anh. Ý là cái này nó chế cái đời này nó đúc cái yên này đảo quá ha. Tiêu xe của nó luôn anh. Biết rồi. Ừ, lắm. Ý là cái đời này nè, nó đúc cái yên này nè. Con này được cái cơ, nó khai toàn bộ cơ, nó không có gì. Cơ hả? Cái này cơ hay điện? Ben cơ, số cơ, cầu cơ, các cái cơ hết, nó không có gì xài điện á. Phải không? Dạ. Cái tấm này riêng của nó đây hả? Ông mày ăn xong rồi mày coi chim biết rồi. Cái này tay lái thủy lực không? Thủy lực căng đầy hai bơm mà. Hai bơm hả? Dạ. Ủa cái quá của nó có ngắt luôn ha. Dạ. Nó có điện để ngắt luôn ha. Ý là bẻ tay lái quá mức nó thông minh đấy chứ. Để coi coi. Nó chỗ bước lên nè. Chưa mòn mấy nè. Đồ gắt chân thắng đồ này nọ. Đúng là xe chạy có 1.000 giờ là đúng. Đúng rồi, chất lượng này riêng luôn hả em? Mà sau này xét rồi ta hả? Hai bánh cũng hai bánh mâm đồ cũng y nhau ha, còn rất là đẹp ha. Tóm lại anh em quên chứ em dở cái nắp này ra anh coi em thấy tí được hai bơm. Hai bơm tay lái trợ lực. Nay về mình chế dầu chế mỡ gì chứ? Gì vậy trời? Máy đều quá đều. Đều quá.
mô luôn ha. Rất nhẹ nhàng, tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng. Rồi đóng nắp em ơi. Rồi đây, quay đây. Quay rồi. Quay video miễn phí mà sao cứ ăn rồi đòi hỏi vậy ta? Hả? Quay video thì miễn phí. Lâu lâu mới bao được cho ly nước cam. Mà cứ đòi hỏi này kia khác nọ không à? Anh lấy tiền nhà mạng thôi chứ cái này nước cam cũng khổ quá. À, tội nghiệp quá ha. Nó khổ quá. Cái điện thoại anh có 10 triệu à. Máy cài em cả 100 triệu. Chạy thử đi, có chạy được không? Dám chạy không? Hả? À, ai biết? Làm chùa phải hành chứ. May quá em các bạn. Đó anh hỏi giữa cảm giác mà lấy máy cài với lái xe hơi á. Máy cài nó sướng xe hơi anh. Phải không? Dạ. Du lịch á. Xe hơi ngồi có nó ngọt lắm. Du lịch á. Ngon du lịch ngồi ngọt lắm, anh ngồi vậy nó thoải mái hơn à. À, nếu bây giờ cho em chọn giữa máy cài với xe hơi thì em chọn cái nào? Chọn máy cài chứ anh, máy cài làm ra tiền, xe hơi làm đâu ra tiền đâu. Xe hơi tốn tiền hả? Tốn tiền, không có ra tiền. À vậy hả? Còn ngày anh xách đi là có bạc liền chứ, xách đi nó ra bạc. À, vậy là giữa chọn máy cài với ô tô. Là em chọn máy cài. Em chọn máy cài. À. Thí dụ đi tắm biển em thích đi bằng máy cài hay bằng ô tô? Em thấy chân dài mà quả thân em đó anh, đó là tuyệt vời luôn á. Vậy là đi tắm biển nó vẫn thích chân dài máy cài hơn. Phải không? À, từ nãy giờ quay video cứ lo nhìn chim không à. Bó tay. Rồi bạn nào mà có nhu cầu thì cứ alo với Phước ha. Theo số điện thoại 0938432859 mua lẹ đi kiểu ấy đó. Con này quá đẹp luôn các bạn thấy không, bên trong nè. Đó bên trong này mà cái nước sơn mà nó như vậy có nghĩa là chiếc xe này rất là ít dùng. Không có sơn lại nha. À, Phước ơi cho anh hỏi cái xe này mình có sơn cái chỗ nào chưa? Phải không? Chưa dặm tốt hả? Thằng kia nó kêu mà nếu mà dặm chỗ nào là coi như nó cho luôn chiếc xe, có dám không? Hả? Xuống này nói cái xe này dặn chỗ này trả tiền chi phí về. À, à coi như người ta cứ đón xe tới đây. Dạ. Người ta coi chiếc xe, thí dụ người ta chỉ ra cái chỗ dặm. Mà có chỗ dặm cái em cho nó tiền. Em trả tiền chi phí đi xuống. Nói thôi bây giờ là xe này tao có dặm, tao cho mày tiền để mày đi về. Không ý là nói vậy. Okay. Nếu mà dặm, còn nếu mà không dặm thì nó trả em cái gì? Phải mua nha. Hả? Không dặm là phải mua hả? Phải mua. À? Cái mua. Cái này hơi sốc à. Hả? À, vậy không dám nhiều chuyện rồi. Hả? À, hôm bữa có chiếc xe của em, xe anh quay trong đó nó kêu sơn lại. Không ý là mình nói mấy cái hông này nè. Cái xe máy cài rồi quan trọng cái gì trong hông này nè. Nếu mà nó đi nhiều quá. Bây giờ nếu có sơn này nè, nhưng chỗ này là ta làm hết nè, đúng chưa? Anh để nè, nhưng ta dặm ta tốt nè, em cũng để luôn nè. À. Cái này đi về nó trầy hả? Nó xuống công là lúc về là tháo rời này ra hết chứ. Dạ. Nó tháo rời về rồi ra hết chứ. Đóng vô công để bị chạy. Về mình thì gắn lại. Gắn lại tháo rời bánh vỏ rồi tháo hết á. Ý là anh nói đây nè, cái xe đây thằng bán máy cày nó không biết gì.
ý là anh nói cái xe máy cày á mà người ta cày ruộng, người ta đi đồ nhiều á là nó sẽ bị xét đúng, cái chỗ này đúng. Hiểu không? Mà cái xe này là nó không có xét đây nè, cái này có sơn lại không? Không. Nguyên nước sơn đen riêng của nó luôn đó. Đây riêng hết luôn đúng không? Em đảm nói anh mà. À. Nè, nếu em chậm thì anh cứ nghĩ đến những chỗ này nè. Không, ý là cái ngoài đây anh không có quan trọng, nhưng mà quan trọng là ở trong cái hông này nè, là nó mà bị ấy là nó xét rẹt à, chứ không bao giờ mà nó có chuyện mà nó mới gì hết á, hiểu không? Rồi anh em nào mà nói chiếc xe này có dặm tốt thì xuống đây nó cho, nó đúng dặm tốt lại cho tiền đi về. Engine đã thiệt, cho tiền đi về còn phải tặng người ta tiền cơm, tiền nước, tiền uống cà phê, tiền xe đồ nữa chứ, đầy đủ hết chứ. À, còn nếu mà không dậm thì nó phải mua. À, rồi, ok. Rồi anh em nào mà xuống mà kêu không dậm là phải mua nha.